sao? Không thể nào. Không thể mà có thể đấy. Nếu như chuyện này đến tai ông chồng mẫu mực của chị, rồi cả việc chị bắt ông ấy làm chui cho Bắc Việt để có tiền cung phụng tình nhân, cũng chính chị là người lên lịch để chồng chị mổ cho nạn nhân, tôi sẽ nói hết. Thôi được rồi, tôi không có nhiều tiền đâu, nhưng tôi sẽ lo cho cậu 100 triệu và 20 ngàn đô. Thôi được, bằng giờ này ngày mai vườn hoa ngũ giác, tôi sẽ liên lạc với chị qua số điện thoại này. Nên nhớ, chạm chết thì Chúa cũng băng hà. Tôi sẽ không để cho vợ chồng chị yên đâu. Alo. Bà lo xong chưa? Tôi không có nhiều thời gian đâu. Tôi đã nói với cậu, đây là số tiền không ít, nên cậu cần phải cho tôi thời gian để tôi chuẩn bị chứ. Vậy thì trước khi đi, tôi hứa sẽ tặng bà một món quà đặc biệt. Nó sẽ giúp bà lật ngược thế cờ, và nó cũng có thể khiến gia đình bà tan nát, đường công danh sự nghiệp của chồng bà theo mây khói. Nè, cái đồ phản chủ. Cậu đừng có hù dọa tôi. Lần này tôi đồng ý thỏa hiệp với cậu, chẳng qua là vì tôi sợ chồng tôi bị tổn thương thôi. Cái gì? Sợ chồng bà bị tổn thương á? Gớm. Hay là sợ cả thiên hạ biết chồng bà có nguyên một bộ gạc? Hay sợ cũng phải dắt tay tôi ra tòa vì có liên quan đến vụ án mạng? Sợ bàn dân thiên hạ biết bộ mặt thật của nhà bà, họ sẽ tẩy chay, nhà bà cũng thất nghiệp. Mà tóm lại, bà chỉ sợ mất cây ATM thôi. Tôi đã nói là tôi lo được thì tôi sẽ lo được. Cậu cứ đợi đi. Tốt nhất là mang tiền đến đúng theo hẹn.